Mỹ tung loạt biện pháp trừng phạt mới với Nga. Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ ban hành hơn 500 lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga khi Washington tìm mọi cách tăng áp lực lên Moscow. Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ cũng sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới đối với gần 100 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga, đồng thời có biện pháp để làm giảm hơn nữa doanh thu từ năng lượng của Nga. Các biện pháp này nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về xung đột ở Ukraine và cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny, ông chủ Nhà Trắng nói thêm. Theo đó, loạt biện pháp được đưa ra ngày 23 tháng 2 sẽ nhắm vào những cá nhân có liên quan đến việc bắt Navalny tại Nga cũng như lĩnh vực tài chính, cơ sở công nghiệp, quốc phòng, mạng lưới mua sắm Nga và những thực thể trốn tránh lệnh trừng phạt trên nhiều châu lục các biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ đặc biệt nhắm vào hệ thống thể tín dụng Mir do Nga thiết lập để tránh phụ thuộc vào mạng lưới thanh toán có trụ sở tại Mỹ. Bộ Tài chính cũng cho biết họ đang nhắm tới các quỹ đầu tư và ngân hàng khu vực để tác động tới cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga. Chúng sẽ đảm bảo ông Putin phải trả giá thậm chí còn đắt hơn nữa, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Hai năm trôi qua, người dân Ukraine tiếp tục chiến đấu với lòng dũng cảm to lớn nhưng họ sắp hết đạn. Ukraine cần thêm nguồn cung cấp từ Mỹ để chống lại các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ Nga. Ông Biden nói, đây là lý do Hạ viện phải thông qua dự luật bổ sung của lưỡng đảng về an ninh quốc gia trước khi quá muộn từ khi nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine mỹ và các đồng minh phương tây đã áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào những lĩnh vực của moscow các biện pháp mới nhất được đưa ra khi nga giành được ưu thế trên chiến trường và ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí từ phương tây